Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, trước mặt các bạn đây đang là một chiếc trầm. Chiếc trầm hot nhất năm 2019. Và đến năm 2020 thì độ hot của nó không hề giảm xuống. Đó là chiếc trầm B32021. Và dòng sản phẩm này thì được công ty B3 đặt tại Trung Quốc. Và đây là Make in China. Đấy, hàng này là hàng chính hãng của B3 và được sản xuất tại Trung Quốc. Linh kiện, phụ kiện thì đều chính hãng cả và được sản xuất tại bên Trung Quốc. Đấy. Và lỗ thông hơi thì được thiết kế nằm ở phía dưới. Đấy, lỗ thông hơi thiết kế nằm ở phía dưới nhé. Và trên này thì khi các bác bóc ra nó sẽ là kính cường lực này. Đấy, trên này nó sẽ là kính cường lực nhé. Và hiện tại bây giờ em chưa bóc ra luôn. Để các bác mua về các bác bóc. Đây là e căng mà em đã tháo ra. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã kích vào. Đấy, xem video của em. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời. Vâng, và bây giờ em sẽ quay lại mặt đằng sau cho các bác cùng ngắm nhé. Đây là mặt đằng sau của trầm này. Mặt đằng sau của trầm, đây, B3 B3 Beta và 2021, model nó là 2021 nhé, Made in China. Và trên này thì các bác biết rồi. Ở đây là cắt cốt này, ở đây là volume của nó này. Và đây là đảo pha 0 và 180 độ. Và đây là hai đường line in vào. Và các bác có thể đánh đường hơi ở đây nhé. Đấy, các bác mua một chiếc trầm về mà các bác có thể đánh được cả hơi cả điện. Cho nên là em mới nói là chiếc trầm này nó hot từ năm 2019. Và qua đến năm 2020 thì cái độ hot của nó không hề là bị giảm xuống. Đấy. Và đây là cái hệ thống tản nhiệt của nó được thiết kế những thanh nhôm. Đấy, đây là những thanh nhôm nhé, nhôm liền khối cực kỳ là lớn. Và được thiết kế những cái khoảng cách của nó vừa đủ để cho nó tản nhiệt nó được tốt nhất và mạch nó chạy ổn định nhất. Và khi mạch nó được làm mát và nó chạy ổn định thì những con trở và mạch điện ở bên trong nó làm việc nó sẽ rất là ok và hiệu quả. Khi đó thì trầm của chúng ta nó sẽ không bị méo tiếng. Đấy, tiếng nó rất là hay và ok luôn. Bây giờ em sẽ mở to lên cho các bác cùng nghe cái tiếng trầm của nó. Và lúc nữa em sẽ tắt đi cái tiếng trầm này nhé, để cho các bác cùng nghe luôn. Để các bác cùng phân biệt là khi dàn âm thanh thì chúng ta có trầm và không có trầm nghe nó sẽ khác nhau đến như thế nào luôn. Hiện tại bây giờ em đang đánh trầm nhé. Và em đang mở công suất nó rất là nhỏ thôi. Tiếng trầm rất là tròn và chắc. Và bây giờ em sẽ tắt tiếng trầm đi này. Đây, em đã tắt tiếng trầm đi nha. Đấy, các bác nghe. Em sẽ ngồi lại chỗ cũ đây. Vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị bên trên màn hình. Hoặc các bác có thể để lại số điện thoại bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác được nhé. Đây là bề mặt bên ngoài của chiếc trầm B32021.
này, trên này là lớp kính cường lực này, soi gương được luôn nhé. Vâng, em xin phép em được khép lại video tại đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.